Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ có hiệu quả tình trạng xe chở gỗ quá tải trọng, cơi nới kích thước, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ô tô tải biển số 76M02481 do tài xế Đinh Canh ở huyện Minh Long chở gỗ cao từ huyện Minh Long xuống tiêu thụ tại nhà máy dâm ở khu kinh tế Dung Quốc. Qua kiểm tra của lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, ô tô chở gỗ cao quá khổ, quá tải trọng, vượt trên 200% cho phép. Bây giờ kéo dưới kia nó cao hơn, được. Còn ở trên này thấp quá. Chả, nói chung cũng khó lấy tiền xe. Các xe chở gỗ cao quá khổ quá tải vào đêm khuya luôn bố trí người theo dõi lực lượng cảnh sát giao thông, gây khó khăn cho việc xử lý. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động bố trí nhiều chốt kịp thời chặn xử lý xe vi phạm. Đã có hàng trăm xe chở gỗ cao vi phạm quá tải trọng, quá khổ, thay đổi kích thước thùng hàng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp lực lượng chức năng xử lý. Mình kiếm đi thêm ít đồng thôi chứ còn mình cũng biết xe nhưng mà mình phải đi thôi. Việc chở gỗ cao, gỗ dâm, cơi nới thùng, chở quá khổ quá tải, gây mất an toàn giao thông. Quá trình vận chuyển các xe trên chở gỗ cao cồng kềnh, không chằng buộc cẩn thận, chở quá tải, chạy ẩu trên đường, gây mất an toàn giao thông, làm hư hỏng đường xá ở nhiều địa phương. Trường này thường lợi dụng đêm khuya để sử dụng phương tiện để chạy hàng quá tải, quá chiều dài, có kích thước thường thành thùng xe. Thì chính vì đó chúng tôi sẽ tiến hành ra quân xử lý nghiêm với các hành vi là chở quá tải và quá chiều dài, quá khổ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với xe chở quá tải trọng, góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Hiện nay thì tình trạng xe chở quá tải đã được kiểm soát chặt chẽ, nhưng ở khu vực miền núi vẫn còn nhiều lái xe vi phạm. Lợi dụng ở những nơi vắng cảnh sát giao thông và trong lúc đêm khuya, nhiều chủ xe đã cố tình chở quá tải để thu lợi. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do xe chở gỗ keo chất quá tải trọng lưu thông qua đường đèo dốc. Vậy nhưng tình trạng này vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Chủ xe và lái xe tải cần xem đây là bài học để né tránh, góp phần hạn chế tai nạn giao thông.